bông son phấn em vẫn xinh tươi, thế giới đẹp hơn khi thấy em cười. Đôi bàn tay nhỏ xinh như hoa khẽ chạm môi anh yên đến lạ. Tiếng em nói yêu kiều như tình ca đang chiều. Đời này anh có em như là ngàn năm tất phước đau em. Sẽ duyên kết xuất và đám cưới thôi, gia đình hai bên cùng nhất trí rồi. Còn chần chờ làm gì em ơi, chuẩn bị ly ngày mai anh tới. Tiếng cười nói rộn ràng, mâm ngủ quá đầy tràn. Việt Nam dáng con hơi chữ S, trong phần trăm là không có ảo. Bởi vì em sắc nét tóc đen da vàng vẻ đẹp châu Á. Cuộc đời này mà cưới được em là anh giàu ra. Người gì đâu sao mà xinh, chắc là gen của mẹ. Lễ phép thêm ngoan hiền chính xác là nhờ ba. Dáng đi thức tha ăn nói từ nhỏ nhẹ, và lý tưởng chính là em đây chứ tìm chi đâu xa. Sẽ duyên kết xuất và đám cưới thôi, gia đình hai bên cùng nhất trí rồi. Còn chần chờ làm gì em ơi, chuẩn bị lên ngày mai anh tới. Tiếng cười nói rộn ràng, mong ngủ quá đầy đàn. Anh và em tay trong tay cùng hà đầu tắm. Yeah.
nhà son sắc câu thề nghĩa tình phu thê. Hò khoan điều lý nồng nàn cô gái anh thương, ấy sao mà thương. Cầm tay mình đi bước trên lề đường, váy cưới xinh đẹp em là cô dâu đẹp nhất. Tương lai từ nay về sau chẳng lo nắng mưa dãi dầu, mình cùng bên nhau đến giấc mộng đâu. Rồi em ơi, để mình chung đôi tờ hồng xe duyên để hai ta chung lối. Chẳng có gì hoang mang, con chầu anh sang thương với mẹ cha xin qua anh dưỡng nàng. Tình nam duyên bắc ý à, gặp rồi yêu rồi thương nhau qua. À ơi điều lý chung tình, cái tình trăm năm nên nghĩa chồng. Ngựa ô kiều hoa dưỡng em về nhà, nghĩa tình phu thê. Hò khoan điều lý nồng nàn cô gái anh thương, ấy sao mà thương. Cầm tay mình đi bước trên lề đường, váy cưới xinh đẹp em là cô dâu đẹp nhất. Đường lại từ nay về sau chẳng lo nắng mưa dãi dầu, mình cùng bên nhau đến giấc mộng đâu. Hôm nay đã đến ngày lành giờ tốt của ngày 11 tháng 8 âm lịch năm 2023, được sự thống nhất giữa hai họ và sự đồng ý của hai gia đình. Nay tôi xin kính trình những nghi lễ như sau. Hôm nay ngày lễ thành hôn của hai cháu Chí Cường và Tiết Mai. Bên họ nhà trai chúng tôi có kính đến bên họ nhà gái. Về phần lễ có một hai lễ, về phần lộc có bốn mâm thẩm vật, trong đó có mâm trà, rượu, bánh và trái cây. Trước tính dâng lên cúng gia tiên và cúng nguyện thất tổ ông bà ở ngoài đâu bên. Và kế đó kính quý ông mình lấy thảo với mình họ nhà trai và tôi xin kính trình. Xin kính quý ông tôi trong buổi lễ. Được sự thống nhất giữa hai họ, sự đồng ý của hai gia đình, hai tôi xin kính trình những nghi lễ như sau. Hôm nay ngày lễ thành hôn của hai cháu Chí Cường và Tiết Mai, thì chúng tôi xin kính trình quý bà bên họ nhà trai chúng tôi có đến. Và lễ có một hai lễ, và phần phẩm vật có bốn phần phẩm vật, trong đó có mâm trà, rượu, bánh, trái cây. Trước kính dâng lên cúng gia tiên những người đồng bào ở ngoài đông bên, để kính quý bà để thống nhất với nhà trai. Em là con của tiếng mà lòng nhà, nhấc bay thiên đình, nhị bay cao.
đêm nay ta say ta mãi thắng hai. Không còn em là đời anh chẳng ý nghĩa gì, thế nên anh phải cố gắng. Bồn ba ngoài kia chục năm giờ cũng đã có dư gom về quê cưới nàng. Mời em đi về quê anh, treo xuống ba lá ngoài xa đá ngoài hồ cá mình cùng ta. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất mai thiên đình nhì bãi cao đường cụ thể giao mãi đêm nay ta sai ta. Chân chất đường nhà anh cứ đi bằng chân đất không sao, trưởng là anh thân nhất lũ nhóc men bên giống qua đây anh cần tất lầm vô miền Tây không có như không phải dễ, chỉ cần gật đầu anh luôn cho phải lễ. Ba con lối sớm hộp em tai ghế một đời yên ngắm khi có được chàng trai quê. Vậy nào người ơi ga ngay dậy đi, dậy đi nè, dậy ăn cái gì cho nó. Rồi mình lên xe qua tới thưa mẹ cha một bài ca hay bên nhà các thông gia. Mời em đi về quê anh, treo xuống ba lá ngoài xa đá ngoài hồ cá mình cùng ta. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Chị lấy anh bài nha tiên thì cũng nhỏ xa chị lấy là cũng làm cái âm nha thì cái này là cũng nhất bãi thiên đình, nhì bãi cao đường, cụ thể giao mãi đêm nay ta say ta mãi thắng hai. Qua ngàn vạn anh giờ đây đã đến lúc rồi, chúng ta chung một nhà thôi. Nơi đâu bình yên bằng tình yêu của anh đối với em không một câu dối gian. Muốn em là má của con anh là sao? Muốn em là con của tía má anh lâu dài. Quý đồng gia tộc của quý ông, quý bà, phần trình lễ bà gia tiên và bà của ông Viêm đã xong, để họ về để nghiệp cẩn và cô dâu với chú rể đã trao quà như nhau. Và xin ông đại diện bên họ và gái giới thiệu cho cháu hai cháu kính dân cụ và chồng bà quý ông. Chân chất dân nhà anh cứ đi bằng chân đất không sao, trưởng là anh thân nhất lũ nhóc men bên giống qua đây anh cần tất lầm vô miền Tây không có như không phải dễ, chỉ cần gật đầu anh luôn luôn cho phải lễ. Ba con lối sớm hộp bao em tai ghế một đời yên ngắm khi có được chàng trai quê. Vậy nào người ơi ga ngay dậy đi, dậy đi nè, dậy ăn cái gì cho nó. Rồi mình lên xe qua tới thưa mẹ cha một bài ca hay bên nhà các thông gia. Mời em đi về quê anh, treo xuống ba lá ngoài xa đá ngoài hồ cá mình cùng ta. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bãi thiên đình nhì bãi cao đường cụ thể giao mãi đêm nay ta say ta. Qua ngàn vạn anh giờ đây đã đến lúc rồi, chúng ta chung một nhà thôi. Nơi đâu bình yên bằng tình yêu của anh đối với em không một câu dối gian. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bãi thiên đình nhì bãi cao đường cụ thể giao mãi đêm nay ta say ta mãi. Thank you.
ơi, cùng chính quyền tại ở địa phương và xin kính trình quý hội đồng tuyển tập và quý hội đồng giải tập quý ông. Hôm nay ngày lễ thành hôn của hai cháu thì tôi vào đây nhận và thông lễ với những người thiếu sót. Xin quý ông quan hỷ và thương tình bỏ lỗi cho tôi nhận tập ơn. Xin kính trình quý hội đồng tuyển tập và quý hội đồng giải tập quý ông. Hồi trình lễ ông bà Gia Tiên và ông bà Hữu Nguyên và ông bà Hiện Tiền ở sân. Vậy còn gì mà tin em ơi, thôi lên kiều quá với anh. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình ơi. Còn ông từ làng bên đã kết hôn kìa, em ok là anh sẽ rước em về. Mình thừa ba má tính cái chuyện cầu cao, một lòng son sắc nguyện trọn đời mình bên nhau. Em xinh tươi hồn nhiên lứa tuổi trăng tròn, anh 25 tuổi xuân cũng đã hao mòn. Bảo phong ba chẳng lo ta sát giai kề, thật tha chất phát đầm tình chàng trai quê. Còn gì mà tính em ơi, thôi lên kiều quá với anh. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình ơi. Quê hương anh đồi xanh bát ngát nghiêng bình, quê hương em cỏ hoa thơm ngát hương tình. Xe tư duyên thành đôi hai đứa chúng mình, mang kiều hoa anh tới đưa nàng mà về dinh. Em xinh tươi hồn nhiên lứa tuổi trăng tròn, anh 25 tuổi xuân cũng đã hao mòn. Bảo phong ba chẳng lo ta sát giai kề, thật tha chất phát đầm tình chàng trai quê. Còn gì mà tính em ơi, thôi lên kiều quá với anh. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình ơi. Quê hương anh đồi xanh bát ngát miên bình, quê hương em cỏ hoa thơm ngát hương tình. Xe tư duyên thành đôi hai đứa chúng mình, mang kiều hoa anh tới đưa nàng mà về dinh. Còn gì mà tính em ơi, thôi lên kiều quá với anh. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình ơi. Đạo tụi biết không? Đạo tụi biết không? Đạo tụi biết không?
châu và thỉnh hỏi về đến đại gia của nhà trai. Vị trân trọng kính mời quý ông và cô cậu dì dưỡng chú bác bên nội của cháu Chí Cường, của quý ông và cô cậu dì dưỡng chú bác của bên bên mẹ của Chí Cường đến ngồi vào bàn để hai cháu chuẩn bị làm lễ. Trân trọng kính mời quý ông và cô cậu dì dưỡng chú bác của cháu thứ hai là cô dâu đến ngồi vào bàn để tình quý cao ăn với chồng uống tôi tư rượu để cho hai cháu tiến triển làm lễ. Trân trọng kính mời. Mẹ thầy anh qua làm rể về đến tại gia thì con thắp ba nén hương xin thành tâm cầu nguyện, nguyện ơn trên có hoàng thiên dưới có hậu thổ, ngay trong gia đình có bàn thờ cũng quyền thất tổ ông bà nội ngoại đối bên. Mời quý ông quý bà về đây dựng cao ăn miếng chầu cũng tôi cung cụ để chứng giám cho hai họ được vui vẻ và phù hộ cho hai gia đình được kết chặt mối thông gia. Nghe ông Tu La như bà Tu Tiên, có ông Tu Hiền bà Tu Đức, ông giúp sức và lại giúp công, có ông Tơ Hồng và Nguyệt Lão xe diêm thấm cho hai cháu được mang giữa vợ tình chồng tơ tóc cho tới già, bữa nhà đặng mạnh khỏe, chồng vợ xinh đẻ có gái có trai, nhân đạo nghĩa tròn chọn niềm thương mến. Nay con về đến quái tạ nhãn quan, mặc áo nghiêm trang tứ quái tứ tổ, ông bà quá cố trình lễ cho rồi, ông bà đang ngồi con ra lễ bái. Nay tôi tấn nguyện hai họ được giao hòa, việc mặt xuân gia đôi bên dương vấn kể như thần tấn gắn dây sắt cành đứt hồn hảo lai. Trai thì phải gìn giữ hai chữ ca ngợi, gái mẹ con tâm cùng tứ đức, trai nam bền lòng gìn giữ nghĩa, gái ngoan hiền trọn đạo thờ chồng. Cầu xin Nguyệt Lão Tơ Hồng xe duyên chuyển đỏ một đồng chỉ chung này mà là xong họ ơi. Thì hôm nay Lâm Thành Hải và Nguyễn Dung được nhận một cô dâu hiền, bên chú và Thiên Búc được nhận chú Nguyễn Thảo. Thì hôm nay hai con thay cho những lời đời đã đáp nghĩa với ông với bà cha mẹ bạn bè gia thất cho tụi con hưởng miếng chầu miếng cao và đốt hương ngủ để kính cho ông bà nội ông bà ngoại bên hai họ rồi kế đó tay phần cha mẹ. Người đừng nên đi mãi em chơi.
anh đi cùng bố trai mà sao anh cứ ế quài. Qua 20 con trăng mà chưa tìm được người nắm tay. Con tim em trong trắng chưa hề biết yêu ai. Hôm nay lên chùa em cầu tình duyên, mong sao may mắn ra duyên có luôn người yêu. Để đêm về lòng thôi buồn thiêu, rốt ngày đẹp trời duyên lành cũng tới. Vậy là từ nay hết ế rồi vì đã có anh ở bên đời. Con tim em lên giá bao năm giờ đã có anh sưởi ấm. Cành hồng em vừa trao tay nồng nàn tình càng thêm say. Cùng em đi đến phía cuối đường chân trời, cùng nhau xây đắp hạnh phúc rạng ngời. Yêu lắm thương lắm em ơi em ơi. Vậy là từ đây em đã có anh kề bên, tình đang say cầm đôi tay. Em sẽ dắt anh đi rong chơi muôn nơi anh ơi. Em năm nay 20 mà chưa mạnh tình dắt dài. Anh đi cùng bố trai mà sao anh cứ ế quài. Qua 20 con trăng mà chưa tìm được người nắm tay. Con tim em trong trắng chưa hề biết yêu ai. Hôm nay lên chùa 19 tháng công an 3 năm rồi hỏi hôm nay cháu lớn con là một hai họ thắng và hai gia đình định về gia thất cho hai con được hưởng cao hơn chú chồng chúng tôi cũng được cho hai cha và hai bà mẹ là đang có một cha mẹ khóc chẳng đứng thì mình chẳng đứng thế thấy đó là cùng em đi đến phía cuối đường chân trời, cùng nhau xây đắp hạnh phúc rạng ngời. Yêu lắm thương lắm em ơi em ơi. Vậy là từ đây em đã có anh kề bên, tình đang say cầm đôi tay. Em sẽ dắt anh đi rong chơi muôn nơi anh ơi. Em năm nay 20 mà chưa mạnh tình dắt dài. Anh đi cùng bố trai mà sao anh cứ ế quài. Qua 20 con trăng mà chưa tìm được người nắm tay. Con tim em trong trắng chưa hề biết yêu ai. Hôm nay lên chùa em cầu tình duyên, mong sao may mắn ra duyên có luôn người yêu. Để đêm về lòng thôi buồn thiêu, rốt ngày đẹp trời duyên lành cũng tới. Vậy là từ nay hết ế rồi vì đã có anh ở bên đời. Mai đây dù có ra sao thì mình vẫn bước bên nhau. Như hình dơi bóng mình sẽ không ra. Cảm ơn.
dù hồng lay qua dâu mây núi cùng leo mây sông cùng kèo. Không giống bao người chỉ cần ấm em dây cùng chung giấc là anh vui lắm. Tất đám đám cưới vui ghê, tia má tiếp khách ngọn đèn, chú bác sống rất nâng lên. Chúc phúc sẽ có những thứ cao sang, chỉ ước sắm tới nhà nàng, thức tới sáng được giàu luôn. Không phải ăn theo mấy thằng trong xóm, nó khen em đẹp hoài nên là anh tranh thủ cả đủ đêm nay. Bỏ bia bỏ cũ bỏ những đêm say, biết thương em tập mà chủ thêm hay. Lấy cái tấm thân này thì bỏ phụ tìm ai, nàng nghe là quái. Vượt lối cái mồ mình sẽ thêm nhà máy, xin năng kiếm tiền sau cái giờ gà gái. Được mấy thằng bạn tập cái sống dây nhanh, cùng cả đám trai tâm lý sẽ gặp nhà gái. Được cái thoải mái là sung sướng tâm trai, kiếm dây chứ không có lăn tay. Thì vui mình chỉ đến tâm hai chuyện tình đôi đứa chờ mong văn hay. Qua em lớn hơn mặt mà thưa ba bình thường không cao sang nhưng có tấm lòng vàng, đám cưới vui rộn ràng, nhà mình kết thông và thương cũng lâu rồi. Dù hồng lay qua dâu mây núi cùng leo mây sông cùng chèo, không giống bao người chỉ cần ấm êm dây cùng chung giấc là anh vui lắm. Tất đám đám cưới vui ghê, tia má tiếp khách ngọn đèn. Tay trong tay bước chung bước tiến lên lễ đài hạnh phúc.
tay, những bước chân cũng đạp vào ảo ta về xây đắp một tương lai. Quý vị thấy đó, ngày ngày rất tuyệt vời, tay trong tay, bước chung bước trong các phục tạo chẳng chinh nguyên, mùa cứ mặt sợ hơi đang gặp đồ người thời tươi và mạng quyền trước sự chúc phúc của bất bền dài lão. Kính thưa quý vị khách quý thân mến, trong những cái lễ tân hôn hôm nay, cứ đương được thần nhân chi vị đã được xây đắp bởi bàn tay yêu thương che chở của các tầng sinh thành, giúp bạn làm cho làm mẹ đất nước không thể nào quên. Và bằng kiến thức nhận rằng con người có tổ có tông, nhưng cái có tổ sống còn quên. Cây có gốc mấy đợi càng xanh lá, nước có nguồn mấy đợi đặn sông sâu, trong cây muốn được cây xanh được ngồi thuận lợi muốn thành hết ra. Với sự vợ cả chồng cho những người còn thật nhiều khi đến tuổi trưởng thành, đó là bổn phận, là trách nhiệm của đời sinh thành, của những bậc làm cha làm mẹ. Và trong bài thơ hôm nay, người mà chúng tôi muốn nhắc đến đây đó là sông sâu tuyệt vời của chú Điện Trí Cường và cô Dầu Tiết Mai. Kính thưa quý vị, trong giờ phút lao trọng này đây, cho phép chúng tôi xin trân trọng giới thiệu lên sân khấu chủ hôn hai bên gia đình. Bên phía đại diện chủ hôn nhà trai, xin trân trọng kính mời ông Lâm Thành Hải và cô Nguyễn Thị Mỹ. Dân sự song thăng tuyệt vời của chú Địa Trí Cường, đồng thời là chủ hôn nhà trai. Và bên phía đại diện chủ hôn nhà gái, xin trân trọng giới thiệu lên sân khấu ông Nguyễn Văn Bạch và Nguyễn Thị Hằng. Dân sự song thăng tuyệt vời của cô dâu Tuyết Mai, cũng là chủ hôn nhà gái. Thân yêu của mình đó là chú Điện Trí Cường và cô dâu Tiết Mai. Kính thưa quý vị, hôm nay xuân hợp chúc mai tình chất bột khắc nghĩa dài trăm năm, và ngày vui trọng đại hôm nay là mốc son đậm nét đánh dấu hai nửa cuộc đời. Đây là cuộc hành trình đất nước của chúng ta cùng nhau tiến tới hôn nhân và hạnh phúc viên mãn trước sự chúc phúc của bạch niên giai lão. Và trong giờ phút long trọng này đây thì hiện diện tại sân khấu của chúng tôi là một bức tranh tuyệt vời với một đại gia đình hạnh phúc, với sự hiện diện của chủ hôn nhà trai, sự hiện diện của chủ hôn nhà gái cùng với chú Đệ Trí Cường, cô dâu Tuyết Mai. Trong giờ phút long trọng này đây, cho phép đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi xin phép cúi đầu ra mắt tất cả các vị quan khách và tri ân cảm tạ bằng lời chào. Và tình yêu là một phép màu hiền dịu, là niềm thăng hoa với những ý nghĩa thành một đôi. Chúng ta sinh ra là để được yêu, đó cũng chính là đạo lý của cuộc đời. Ngày hôm nay tình yêu trong sáng của Tân Lan Trí Cường, Tân Lương Tuyết Mai đã làm đẹp lòng song thân phụ mẫu hai bên gia đình. Và hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự hợp tác vun vén của cha mẹ đôi bên, nên nhà trai chúng tôi đã long trọng cho ngày 25 tháng 9 năm 2023 đến ngày 11 tháng 8 năm Quý Mão để long trọng tổ chức nghi thức lễ tân hôn dành cho Trí Cường Tuyết Mai. Và nghi thức lễ tân hôn được long trọng chấp bình tổ chức tại Tư Gia Nhà Trai trước sự chứng kiến chúc phúc của quan bên hay họ cùng tất cả các vị quân khách, thì đương đương của chúng ta chắc chắn rằng sẽ làm nên giảng dở công đường đến kết tập tâm và trăm năm hạnh phúc. Ngày hôm nay thì cho phép âm thanh ánh sáng Thúy Danh về đây phục vụ trình văn nghệ hát mừng tân hôn, cũng không quên kính chúc cho gia đình chủ hôn nhà trai nhà gái của chúng ta sẽ được gửi tiền thắp bằng thật vui tươi ngon miệng, những cái gia đình phục vụ chiêu đãi chiêu đón có được chuyện sửa sót. Mong quý vị sẽ vì tình thương mình thương mà bỏ qua cho gia đình chủ hôn nhà trai chúng tôi. Vâng, xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị. Đó là đạo lý thức thường, cũng là nét đẹp văn hóa truyền thống vốn có của người Việt Nam. Hai chữ hiếu kính càng trở nên sâu sắc hơn trong lễ tân hôn dành cho Trí Cường Tuyết Mai. Tiếng sáng ly rượu song thân chứng minh công trẻ đời tân sinh thành. Ngày nay quỳnh lão sạch dành cảm ơn ba mẹ dựng lành cho con. Chúc mừng nhà trai ngày hôm nay có thêm thành viên mới, đó là con dâu hiền là nàng dâu Thảo. Chúc phép con được đổi trở tề gia, dạy cho con đảm dịu dàng của người con gái Việt Nam, đó là công dung phong hành tổng tứ đích đến. Yeah.
lòng. Và cũng không quên chúc mừng gia đình nhà gái của chúng ta cũng có được chú rể Thảo, chú rể Quý. Và đến đây để chúng ta cùng nhau chúc mừng cho mối tình thông gia giữa hai bên gia đình sẽ gắn bó bên nhau. Và xin mời chú rể sẽ đứng về với chủ và bác mẹ chúng ta hãy cùng ly nhé. Chúng ta sẽ luôn trẻ trung xinh đẹp, luôn xứng đáng là người vợ hiền, là nàng sâu thảo. Kính chúc cho chú rể trí cường của chúng ta sẽ cùng nhau cùng với cô dâu Tuyết Mai trèo lại con thuyền tình yêu của mình đi đến bến bờ hạnh phúc. Và đến đây thì kính thưa quý vị, trai thân vợ hăng say công tác, gái thân chồng trúc hậu đảm đang. Thế nên để chúng ta cùng nhau chúc mừng gia đình thật nhà trai nhà gái có được sâu hiền dễ thảo. Mời quý vị chúng ta hãy nâng ly lên và chúng ta cùng nhau cùng ly để chúc mừng phu gia hai bên gia đình. Xin mời một cầu chúc bác mẹ an khang, chúc cho bác mẹ an khang tuổi già và cũng không quên kính chúc cho bác mẹ hai bên luôn sống vui sống khỏe, luôn là điểm tựa của các con. Và kính thưa quý vị, trong giây phút long trọng này đây, xin mời quý vị cùng hướng mắt về sân khấu để nghi thức khai đổi gương dành cho chú rể Chí Cường Thiết Mai chính thức bắt đầu. Vâng, kính thưa quý vị, trai rủ yên gương đã được bật nắp và đổ tung, tiếng pháo nổ của đủ sập bàn đã thay cho tiếng pháo báo hiệu, báo hiệu trước ngày yêu thương. Thank you.
thì hai đứa được anh viên bằng sắt. Tôi ông ngoại của chiếc cường xin thay mặt gia đình kính chúc quý bà bác và quý khách dồi dào sức khỏe, thành đạt trong mọi lĩnh vực và gặp thái thành công tốt đẹp, chúc một ngày vui tràn đầy hạnh phúc. Sau đó xin chúc yên cho cô dâu quý mẹ. Ông bà thường nói yêu nhau như che sợi chỉ hồng, cưới nhau uống cạn mặn nồng giao bôi dây đầu bám chặt thân cao, chúc cho hai cháu bên nhau trọn đời. Trước khi dứt lời kính mời cháu cùng anh của cô dâu có đôi lời để chúc cho hai cháu ạ. Nhiệt tình tiếp đón, nhiệt tình cũng như là một cái buổi tiệc để dành cho họ nhà gái và tạo điều kiện tốt nhất để cho hai em kết được với nhau, rồi đó là xây dựng hạnh phúc bình lâu. Thì một lần nữa anh hai cũng không biết nói gì hơn, xin chúc cho hai em được là trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nhiệm phú thê, giấy chồng thì luôn treo quán cái cao. Chúc cho hai đứa hãy yêu nhau suốt đời, dù có giận cẩu sao dời nhưng vậy được chưa? Này bánh trưng xanh, ăn Tết với dưa hấu vàng. Mùa xuân về làng mà đào mai nở khắp trên đường quê. Này bác Tư ơi, anh Tí năm nay có về. Thêm cô giờ hiền mà chào cô bác sớm ta càng vui. Anh bao mùa xuân nay chưa có người đi cùng, em bao mùa mưa nay chẳng còn ai đón được. Sao không cùng nhau đôi ta ước hẹn chẳng thề, nguyện chung một lòng để ngày nào cũng sẽ là ngày xuân. Tết nơi tết đang về pháo hoa kiều vàng, chắc cái tết năm nay anh được em về Vĩnh Long à. Mà anh nuôi năm sau anh phải cháu con đầy đàn, làm hai thằng cùng ti tự nhiên cay với nó phì to. Hey ya, em ơi nhanh chân lên vì người anh đến để đón nè nè. Hey ya, tết này vào hồi to vì nhà anh có thêm một nàng dâu. Em là trong xinh tươi giày cao gót, anh mới hốt hủi chót chừng trăm chai. Nếu không ngại má anh hiền lành phúc hậu, ban chủ tịch xã thì em sang chơi. Anh không có lo tiền tiêu, thích mua đồ riêu về làm phong thủy. Anh cũng đã chục năm không có biết cái mùi yêu, nhưng mà khi anh đã yêu là chọn đời chung thủy. Anh bao mùa xuân nay chưa có người đi cùng, em bao mùa mưa nay chẳng còn ai đó.
chiều là anh ghé qua hỏi thăm mà bác trai cho anh cưới em về là hết năm nay anh hốt em liền. Nhà đàn châu đã nuôi mấy năm mà bán đi luôn để gước em về sắm cho em vàng cây nhân cư. Nếu lỡ thích nhau rồi một câu tới luôn thôi nè, hai ta sẽ càng nhiều lắm say. Nhà hai bên má hai vui mừng vì ba nước mắt rừng rừng. Ôi con dâu nhà ai xinh quá. Rồi sao anh thương em quá xá luôn hồi ngày ngồi thương em quá xá quên luôn ngày đêm. Cô dâu xinh nhất đó chính là em. Vì anh đây thương em quá xá nên mai về sao anh ngồi bốn bánh cho em trồng rau mua thêm máy bay cho em nhảy dù. Rồi sao anh thương em quá xá luôn hồi ngày ngồi thương em quá xá thương luôn đôi môi thương như cá rô bay lên đỡ bồi. Tình anh là sông sâu người ơi to lớn thương như trời. Nguyện yêu em gió sông cũng chẳng hề vời. Hôm nay xe hoa đưa em về theo anh đi mai đây đô la sẽ mua xe hơi cho em thề. Xây nhà xanh nhất sớm căn villa đê mê. Không quan tâm khen chê em thích là nhất ư cái làm luôn. Đêm nay tân hôn em mê chơi đi lo gì em mê. Qua mai hai ta chung đôi bên nhau ăn nên làm ra em mê. Chơi luôn lo gì mưa rơi anh đây xây nồi yêu chơi nên từ đây em ấm đưa em về dân tương lai vàng tươi. Anh ghé qua hỏi thăm mà bác trai cho anh cưới em về là hết năm nay anh hốt em liền. Nhà đàn châu đã nuôi mấy năm mà bán đi luôn để gước em về sắm cho em vàng cây nhân cư. Nếu lỡ thích nhau rồi một câu tới luôn thôi nè, hai ta sẽ càng nhiều lắm say. Nhà hai bên má hai vui mừng vì ba nước mắt rừng rừng. Ôi con dâu nhà ai xinh quá. Rồi sao anh thương em quá xá luôn hồi ngày ngồi thương em quá xá quên luôn ngày đêm. Cô dâu xinh nhất đó chính là em. Vì anh đây thương em quá xá nên mai về sao anh mua bốn bánh cho em trồng rau mua thêm máy bay cho em nhảy dù. Rồi sao anh thương em quá xá luôn hồi ngày ngồi thương em quá xá thương luôn đôi môi thương như cá rô bay lên đỡ bồi. Tình anh là sông sâu người ơi to lớn thương như trời. Nguyện yêu em gió sông cũng chẳng
thêm thằng cu hay cô công chúa lấy kèn dùi. Lo mong ăn không là tiêu, anh em chỉ cốt đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đến bao ngày xuân đi qua xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu kéo theo đàn trai mừng mâm coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới anh đón em về khách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ đâu, yêu em khi còn thơ yêu cho đến khi ăn lòng bạc hàng đầu. Em ơi em đừng lo cày bên em luôn luôn có anh, thề một câu luôn khi yêu.